Cửa đảo ở Paris, chị Lê Hòa, 40 tuổi, hiện sống và làm việc tại Áo. Cuối tháng 7, chị cùng chồng, con trai 8 tuổi và vợ chồng người em từ Việt Nam sang đi du lịch tự túc ba nước châu Âu gồm Pháp, Đức, Italy. Trong đó họ dành 5 ngày ở Pháp từ 20 tháng 7 đến 24 tháng 7. Trước đó chị mua vé tàu cho 4 người lớn và một trẻ em. Giá vé người lớn là 65,8 euro, trẻ em giảm 50%, áp dụng với mọi phương tiện công cộng, có hiệu lực trong 5 ngày. Ngày 22 tháng 7 cả nhà ra bến Isi Van Zesen để tới tháp Eiffel. Paris thì gặp sự cố. Tại cửa nhà ga, một người đàn ông nước ngoài đeo thẻ nhân viên chủ động tiếp cận gia đình chị và nhiệt tình chỉ đường. Sau đó, người này hỏi xem vé và dẫn đoàn khách Việt Nam vào một góc vắng vẻ. Tại đây người này nói vé của gia đình chị không còn giá trị. Chị Hòa khẳng định điều này là vô lý, vì vé có hiệu lực trong 5 ngày. Nữ du khách gốc Việt nhận thấy sự mâu thuẫn. Nếu vé không có hiệu lực, chị không thể mở được cửa nhà ga. Tại Paris, hành khách sẽ mở được mọi cửa để vào ga nếu bạn đưa vé hơn nữa người này không mặc đồng phục tên của hắn ta được ghi trong bảng tên bằng bút bi trong khi mọi nhân viên có thẻ in và thậm chí là dán ảnh do vậy chị hòa kiên quyết không mua thêm vé và cả gia đình chị tiến vào sân ga khi chị định đưa vé vào máy để mở cửa nha ga chị thấy một người đàn ông khác cũng đeo thẻ giống người thứ nhất bước về phía mình chị liền quay lại thông báo với gia đình rằng chắc chắn hai kẻ này là lừa đảo chị hòa chia sẻ câu chuyện của mình để các du khách cảnh giác hơn khi đi du lịch tự túc nếu ra nước ngoài bạn chỉ nên tin tưởng vào những người mặc đồng phục có thể nhân viên dán ảnh và được in rõ nét bạn không nên đi theo người lạ đến những góc vắng vẻ không đưa cho họ xem giấy tờ tùy thân khi không biết rõ họ là ai